Chào một chương trình AI góp nhận 5 tóc cần Dapper Swap các bạn. Để tham gia giá hôm nay cần clip phần link mô tả của mình các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên bạn follow kênh Twitter các bạn. Bạn join kênh group kênh seller các bạn. Đây thì bạn like ghi quyết để tăng 5 người bạn vào các bạn. Rồi các bạn like nè, con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain các bạn. Các bạn chính dẫn như Twitter các bạn. Tất cả tăng 5 người bạn của mình vào, tăng những người bạn thường xuyên các bạn. Các bạn chạy chút xíu các bạn. Rồi các bạn tăng 5 người bạn vào, các bạn tweet lên các bạn. Sau khi tweet xong các bạn mới up lại các bạn. Thì xuống đây thì các bạn điền thông tin các bạn. Thì các bạn ở username Telegram của tất cả bạn join vào kênh Telegram group nó thì bạn điền là username các bạn. Bạn vào setting copy username của mình. Tiếp tục thì điền. Các bạn mở tờ Twitter của mình ra vào cài đặt. Các bạn copy tờ Twitter của mình các bạn. Nằm ở trang cá nhân mình, ở comment memo của anh các bạn. Tất cả anh em làm ai góp. Tiếp tục thì các bạn gỡ làm clean ghi with bot. Cái một cái phơ này thì các bạn đi như mình ở cộng. Anh bốc số 1 mà tôi đã cho phần link mô tả nha mà. Để mở ra mà lấy link từ with. Twitter thì bạn mở từ Twitter mình ra, bạn nhấp vào ba chỗ gạch là một username mình nằm chỗ này nha các bạn. Rồi bạn nhập cho mũ sơn nè. Các bạn chia sẻ các bài tweet lên các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Bạn bắt từ đây nè các bạn. Tiếp tục visit website thì các bạn nhấp vào website các bạn xem qua thôi nha các bạn. Khu này trong truy hình bán hàng free sale nè các bạn. Free sale nè. Website của nó. Bạn tiếp qua website này các bạn bấm đòn nha các bạn. Rồi tiếp tục bằng địa chỉ BNB xem trên nha các bạn. Rồi địa chỉ chủ wallet là các bạn ra nè. Rồi tất cả các bạn lướt xuống các bạn có thể lấy địa chỉ anh thắt không được nha các bạn. Rồi bạn sao chép lên. Rồi các bạn bắt đắp lên. Bạn bắt từ đây nha các bạn. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Ok, như vậy mình hẹn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 5 tóc càng Dapper. Đến đây cũng kết thúc, mình chào rồi. Tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo thì mình nhé.